trong bệnh đa xơ cứng, hệ thống miễn dịch hoạt động kém hiệu quả, tấn công nhầm vào não và các mô tủy sống. Kết quả suy nhược của cuộc tấn công tế bào này bao gồm mất khả năng vận động và suy giảm nhận thức. Bất chấp nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học thần kinh vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác của MS. Tuy nhiên, họ đã xác định một số yếu tố di truyền và môi trường là rất quan trọng. Trong một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Nature, một nhóm các nhà nghiên cứu đã xem xét di truyền của các cặp song sinh để có thêm hiểu biết về các trình điều khiển MS. Họ đã tuyển chọn một nhóm gồm 61 cặp song sinh đơn hợp tử. Trong đó một trong hai cặp đã được chẩn đoán MS trong khi người kia khỏe mạnh. Về mặt di truyền, các cặp song sinh giống hệt nhau. Tuy nhiên, mặc dù có nguy cơ phát triển MS tối đa ít nhất là sử dụng các khuôn khổ lý thuyết hiện tại, cặp song sinh khỏe mạnh không có dấu hiệu lâm sàng của tình trạng này. Mô hình thử nghiệm này đặc biệt độc đáo vì các nhà nghiên cứu đã có thể loại trừ khả năng ảnh hưởng di truyền và không làm ảnh hưởng đến sự khác biệt trong hệ thống miễn dịch của cặp song sinh. Để đạt được điều này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng kết hợp các kỹ thuật như phân tích di truyền tế bào đơn được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và phép đo tế bào khối lượng, cho phép họ xác định sâu các tế bào miễn dịch ở cấp độ phân tử. Công việc của họ đã tạo ra một tập dữ liệu khổng lồ mà nhóm phải xây dựng các thuật toán học máy tùy chỉnh để phân tích cú pháp thông qua dữ liệu và trích xuất các mẫu. Florian Inselfinger, một trong những nhà nghiên cứu của nghiên cứu, cho biết: "Đáng ngạc nhiên là chúng tôi phát hiện ra sự khác biệt lớn nhất trong cấu hình miễn dịch của các cặp song sinh bị ảnh hưởng MS là ở các thụ thể cytokine. Mạng lưới cytokine giống như ngôn ngữ của hệ thống miễn dịch. Người song sinh với MS được phát hiện có các tế bào T quá nhạy cảm với các cytokine cụ thể, kích hoạt nhiều tế bào hơn và tăng khả năng chúng di chuyển vào hệ thống thần kinh trung ương và tàn phá ở đó." Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra một tập hợp con duy nhất của tế bào T tiền thân ở những bệnh nhân này mà họ đã chứng minh là làm phát sinh các tế bào miễn dịch gây ra MS. Theo các nhà nghiên cứu, những kết quả này đã thay đổi hiểu biết hiện tại của chúng ta về những ảnh hưởng di truyền và môi trường đối với sự phát triển của MS. Nhóm nghiên cứu bày tỏ lòng biết ơn đối với những người tham gia nghiên cứu, những người đã kích hoạt phát hiện đột phá này. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!